Tôi là Vân, bây giờ là gần hết giờ làm việc của một ngày ở Store là một rồi, và tranh thủ làm một cái video để giới thiệu anh em các sản phẩm đang có tại cửa hàng của mình. Thì ở đây mình đang ở quầy hàng của hãng Inco với những cái sản phẩm rất là bắt mắt và chất lượng cũng khá là ok và giá thì rất là rẻ. Thì hàng Inco là hàng dành cho em sử dụng gia đình á, mình nói rõ dành cho đang sử dụng gia đình. Có một số sản phẩm thì nó cũng thể sử dụng cho dạng rồi là bán công nghiệp được thôi, nhưng mà nếu mà dùng công nghiệp thì mình nghĩ đây là một sản phẩm không phải là lựa chọn phù hợp đối với những cái sản phẩm mình đang bán. Và ở đây thì mình sẽ giới thiệu em những cái sản phẩm của Inco đang có là cái gì và nó hấp dẫn thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em, đây là một cái mũi đục nhọn hãng Inco giá là 34.000. Anh em nào đang đã mua cái máy đục khoan đục 3 chế độ mà anh em hư cái mũi đục quá thì anh em có thể mua cái mũi đục này. Thật ra cái mũi đục này anh em sẽ thấy nó hơi mắc so với anh em mua ngoài, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì khi mà anh em mua cái đục này, anh em mua một cái mũi đục tốt một chút. Tại vì mà anh em mua cái mũi đục dởm, anh em được đục một lần thôi. Là ví dụ anh chia sẻ cái nhà mình đây xưa mình đục á, là mình thay gần 10 cái mũi đục mà đục nó vẫn không ngon, tại vì lý do là cái mũi đục nó rất là nhanh mòn nên là cái đủ đục nó sẽ quan trọng, là nếu mà nó xịn thì nó sẽ rất là mòn. Thì đây là mũi đục dẹp, cái này cũng có chỉ 34.000 thôi, giá rất là rẻ. Anh em nào đang muốn mua một cái mỏ lớp giá rẻ thì đây mình sẽ chỉ cho anh em mỏ lớp 200mm của hãng Inco giá chỉ có 76.000 thôi. 76.000, cảm ơn anh. Quá trời rẻ luôn. Và đây là thêm một cái sản phẩm khác, đây là cái cờ lê tự động ha, một đầu dòng của hãng Inco, anh em nhìn đẹp không? Số 21 ha, cái này số 21 giá là 132.000. Sản phẩm này giá rất là rẻ luôn, so với những hãng khác thì đảm bảo với anh em rất là rẻ. Và chất lượng của anh em là xài đã hoàn toàn ok. Cái này là 19 ha, kích thước 19 giá 101.000. Kích thước 17 thì giá là 89.000. Kích thước 14 thì giá nó là 79.000. Và kích thước 13 đó là giá 74.000. Với mình vừa nhập thêm cái sản phẩm này của hãng Toto. Riêng cái cây này thì Toto với Inco là một, không khác nhau gì hết. Tại vì nó không có làm khác cái màu được, nên là nó giống nhau, nó chỉ khác nhau cái tem thôi nha anh em. Nên là mình lấy Toto hay lấy Inco thì nó cũng giống y như nhau, chẳng khác nhau cái gì hết trơn á. Hay là một cái bộ khác, bộ này thì cũng vậy, Toto với Inco thì nó khác nhau là cái màu. Cái này thì nó khác nhau cái màu, còn này nó không khác gì hết. Nếu bạn này kiểu tem là không khác gì luôn. Còn này nó khác được cái màu. Thì cái bộ này á rất là hấp dẫn. Cái bộ này quá trời chi tiết luôn mà giá có 292.000 thôi. Cái này mình đã review rồi, 292.000. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua sử dụng gia đình thì đây là một cái bộ rất là tuyệt vời. Đây là một cái bộ khác nữa, đây là một đồ tiếp chữ L. Và cái bộ này nó được một cái là nó có lỗ. Mình đã từng giới thiệu một cái bộ của hãng Crawman. Hãng Crawman thì mình bán từng cây lẻ, còn này là nguyên một bộ luôn. Nguyên một bộ như thế này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây. 9 cây mà giá chỉ có 665.000 thôi, rất là đẹp luôn. Anh em nào đang có nhu cầu sử dụng mua những cái bộ này để sửa xe máy xe đạp, tuyệt vời một trời. Rồi, mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một sản phẩm khác nữa. Những cái giò nước này thì anh em quá là quen thuộc đúng không? Mình đang sử dụng cái giò này để mình tưới cây, tuyệt vời lắm anh em ơi, rất là đã. Giá rất là rẻ, chỉ có 157.000 thôi nhưng mà rất là tiện dụng. Hay là bên mình đang có chương trình checking tặng cái này. Cái này 15.000, cái này là gì? Nối hai cái ống nước của mình lại. Thì hai cái ống nước mình bình thường mình nói mình phải cắt, mình làm một cái co này nó rất là phức tạp. Trong khi cái này anh em chỉ cần dặn hai đầu là xong. Phi 27 ống nước bình thường, phi 27 ha. Cái này là một cái bộ đủ món luôn, một đầu vô, một đầu ra, một đầu vô đường ống nước và một cái giò để chúng ta xịt. Nguyên bộ này chỉ 116.000, anh em nào đang có nhu cầu sử dụng để chúng ta tưới cây, rồi xịt mát rồi đó thì nó hoàn toàn phù hợp. Đây là một cái bộ khác của hãng Inco. Bộ tiếp 1/2, một cây nối dài và những cái đầu tiếp. Đầu tiếp này là đầu tiếp 6 cạnh ha. Đầu tiếp 6 cạnh. Đầu này giá là 456.000. Cái này được một cái thiết kế rất là đẹp. Nhưng mà nói thật, nếu mà anh em mua bộ này thì anh em mua bộ Harden ngon hơn, tại đang được giảm giá 450 và giảm giá khoảng 350.000. Mà cái bộ Harden là mạ bóng với lại là cái đầu đó là 12 cạnh. Mình mặc dù mình bán là mình nói vậy là anh em không mua cái này á, nhưng mà ok, mình chia sẻ cho anh em thích thì mua, tại vì cái đó cũng là sở thích nữa. Đây là cái bộ mũi khoan nuôi cá của hãng Inco. Quá trời mũi luôn. Giá bán nó chỉ có 375.000 thôi, rất là rẻ. Thì tuy nhiên chất lượng nó rẻ thì chất lượng nó sẽ nằm ở mức bình thường thôi. Còn nếu anh em muốn mua những bộ này chất lượng cao thì anh em hãy mua cái hãng Aquin. Aquin sẽ xịn hơn. Đây, hàng hot nhất trong mùa này. Bộ mũi khoan hãng Inco, cái bộ này anh em mua chủ yếu lấy cái hộp 148.000, bao gồm 3 loại mũi khoan gỗ, mũi khoan tường và mũi khoan sắt trong cái hộp như thế này. 148.000 rẻ bèo luôn. Bộ này bán hôm nay chắc gần cái 100 bộ hộp nữa lên. Đây là bộ này mình cũng giới thiệu rồi. Đây là một cái bộ set những cái tool dành cho anh em sử dụng gia đình. Một cái bộ như thế này gồm có ra da rọc giấy nè, thước kéo nè, một cái kìm điện, một cái kìm mỏ nhọn và một cây mỏ lớp, hai cây tua vít và một cây hút cửa điện. Thì nguyên bộ như vậy giá chỉ 470.000 và nó có cái túi như vậy, khi mà anh em xài anh em xách đi rất là gọn nhẹ, rất là dễ thương ha. Rồi, ở đây
cái dàn những cái kềm hãng nhịp cầu như mình có đầy đủ luôn. Đây là một cái bộ đầu bắn bắn tôn 8 ly, 6 cây mà giá chỉ có 4 cây mà giá chỉ 3 cây mà giá chỉ có 60 ngàn thôi, 8 ly ha. Anh em nào anh em bắn tôn thì anh em mua bộ này thì giá rất là phù hợp và chất lượng tốt, tính ra khoảng 20 ngàn một mộ một cái như thế này, nhưng mà đảm bảo với anh em thì nó sẽ ok. Đây là mũi phát bản lề, mũi này mũi 32 ly phát bản lề. Anh em nào đi thi công ván công nghiệp mà anh em cần một mũi để anh em phát bản lề, âm bản lề thì đây là mũi phù hợp 32 ly, hoặc là anh em xài mũi này là 25 ly hoặc là xài mũi này là 35 ly. Giá nó rẻ lắm, 35 giữa 71 ngàn, 25 giá 51 ngàn và 32 giá 65 ngàn. Anh em thấy là giá rất là tốt. Nói chung những sản phẩm này mình hướng đến là những anh em sử dụng gia đình mà chúng ta có nhu cầu sử dụng không cao, anh em sẽ rất là tiếc tiền khi mua những cái hàng xịn của mình. Một buổi khoan mình gần 700 ngàn thì anh em thấy hơi tiếc. Thật sự là mình nếu mà đối với mình thì mình cũng tiếc nữa. Tại vì mình xài cũng nhiều là mình không cần phải mua như vậy. Ở đây thì mình sẽ có thêm những cái mũi lưỡi cưa kiếm của hãng Inco, hai cái lưỡi vậy chỉ có 22 ngàn, tính ra có 11 ngàn một cái thôi. Hoặc đây là cái bộ lưỡi cưa lọng. Lưỡi cưa lọng này ngon nè. Bộ lưỡi này ngon nè. 42 ngàn 5 cái. Quá đã ha. Rồi hoặc là cái này, cái kìm mỏ quạ. Kìm mỏ quạ 250mm giá chỉ có 114 ngàn thôi. Rất là rẻ luôn. Sự là rất là rẻ. Hay là anh em có thể mua cái cần này. Đây là cần 1/2. Cần này bán giá là 215 ngàn một cái cần của hãng Inco, rất là đẹp ha. Và anh em mua cái dao kích kiếm nè, dao kích kiếm Inco giá là 56 ngàn. Hoặc là anh em có thể mua gì, dao cắt ống nè, giá là 86 ngàn. Rồi đây là cái kìm bấm tấm dây, tút dây 83 ngàn, sử dụng gia đình hoàn toàn ok. Hoặc là những anh em làm vườn thì chúng ta mua cái cưa này, cưa gấp xếp, anh em dùng cái cưa cành, chất liệu là SK5, rất là ok luôn á, giá 114 ngàn. Đây, một cái sản phẩm nữa mình muốn giới thiệu anh em, đây là cái ống nước. Cái ống này là ống PVC 20m, chịu được áp lực là 300 PSI, chất liệu PVC đầu 1/2. Thì cái dòng này là dòng công nghiệp dài 20m mà giá có 331 ngàn thôi. Anh em đang có nhu cầu mua để chúng ta về chúng ta nối hay chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta có thể sử dụng cả hơi và cả nước đều được nha. 20m rất là dài luôn. Đây là cái rìu này là qua đợt rồi, anh em hết hứng rồi, mua gần hết rồi, 136 ngàn một cái như thế này. Đây là cái kìm cắt giá rất là rẻ, anh em chỉ có 97 ngàn cái kìm này, 110 ngàn cái kìm này. Nói chung là hàng Inco, nó mẫu mã nhìn rất là đẹp, đẹp hơn cả Tonsen và chất lượng thì không thua kém gì. Anh em hãy vô cái channel của hãng Inco hay Total để anh em xem những bài test đó của hãng nó làm á, nhìn đã lắm. Thật sự là mình cũng khá là bất ngờ với những cái bài test về cái khả năng cắt của những cái cây kìm này, nhìn rất là đã. Ok, có hai sản phẩm này muốn giới thiệu cho anh em, đó là cái cây thước thủy của hãng. Cây thước thủy, cây này nó làm bằng nhôm đúc và nó tiện nha anh em. Nhôm đúc tiện, cây này á, là nó có đặc biệt, cây này là sao anh em thấy có 1, 2, 3, 4 cái ống thủy trong một cái cây như thế này. Hàng này rất là hiếm. Hàng này là hàng là Vio Max in USA. Hàng chất lượng cao. Nó có 500 ở phía sau, bám cực kỳ mạnh luôn. 534 ngàn cho một cây như thế này. Chất lượng khỏi phải chê, nó đẹp, rất là đẹp. Đảm bảo với anh em cầm vô nặng kịch luôn, nguyên một cây đúc nhôm đúc luôn. Hàng này mình mới về 534 ngàn. Hoặc là anh em có thể mua cái cây này ngắn hơn nữa, nhưng mà nó cũng được 1, 2, 3, 4 cái ống thủy luôn, để anh em có thể đo được 4 chiều. Kèm thêm cái cây này để làm gì mình cũng không có rành lắm. Và ở phía sau vẫn có 500, 3 cục 500 cực mạnh nhôm đúc luôn, có thêm cái sợi dây để anh em có thể treo được. Hàng này cũng là hàng Made in USA, gọi là Vio Made in USA, tức là cái thủy là sản xuất tại Mỹ nha, nhưng mà cái body này là sản xuất tại Taiwan, tức là Hàn Quốc, ở tại Đài Loan. Cái thân là hàng Đài Loan, còn cái thủy bên trong thì sản xuất tại Mỹ. Cái này là 493 ngàn. Đó thì đó là tất cả những sản phẩm đây, mình muốn dành một thời gian nho nhỏ để mình giới thiệu cho anh em, để anh em có thể hiểu rõ thêm những sản phẩm tại Store Là Một. Để anh em đang có phân vân là Store Là Một còn bán hàng xịn nhưng mà vô cổng mua đồ không nổi. Không, Store Là Một có bán hàng gọi là hàng ngon bổ rẻ nữa anh em. Nếu anh em thật sự có nhu cầu anh em đến đây, đảm bảo với anh em có thể tìm được cái sản phẩm mà mình ưng ý, từ người hàng bình dân đến hàng cao cấp luôn. Cảm ơn đã xem video này, đừng bỏ qua bất kỳ một cái video nào của Store Là Một hết. Hãy đăng ký và chia sẻ nó. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.